Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn cách làm một cây cầu từ que tâm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe.
Hình như các bạn đang thấy thì mình đang quay một cái câu nha các bạn. Khỏe khỏe.
đang nghe nhạc ngon lắm rồi. Do ngon một cái bài gì thì gì?
trước. Thank you.
Con cơm đến em tấm cho em miếng á, phúc đấy. Bên này có cái xiên Thank you.
bị đấy, không bị đánh như thế đấy. Con bị gì đó mà gì đó trời. Mà như vậy thì mình cũng đã làm xong một chiếc cầu. Từ quan tâm cũng như quan cam, hẹn các bạn vào những video tiếp theo.